Dạ vâng, em Bình Ô Tô Cũ Hà Nội xin được kính chào tất cả các bác. Hôm trước có bác nào hỏi em chiếc Karen 7 chỗ thì hôm nay em có một chiếc xe đây các bác nhá. Giới thiệu với mọi người, đây là chiếc Kia Karen phiên bản máy xăng số tự động, xe được sản xuất 2014 và đăng ký lần đầu 2015, tên tư nhân biển Nam Định các bác nhá. Chiếc xe này của em nó là phiên bản cuối cùng của dòng Kia Karen. Thì như mọi người cũng được nhìn tổng thể qua, xe mang ngoại thất là màu bạc, nội thất màu đen, Kia Karen mọi người nha, phiên bản S cuối cùng. Thì các bác nhìn cái phần đuôi xe này, nó cái phần có cái phần đèn phản quang này, rất là dài đúng không các bác. Chiếc xe này của em sản xuất 2014 nhưng đăng ký lần đầu 2015 mọi người nha. Đó, cực kỳ đẹp. Và xe chạy chỉ có hơn 8 vạn cây số thôi. Hiện tại thì chiếc xe này bác nào thiện chí thì cứ alo cho em trực tiếp. Và em đang chào bán với... Em để ở màn hình các bác nhá, bởi vì không tiện nói lên trên video, bởi vì nó sẽ bị bóp tương tác. Cũng xin chia sẻ luôn mọi người là về thân vỏ xe thì sơn zin cũng còn tương đối mọi người nhá. Đấy, như các bác nhìn thể thì cái chỗ cánh cửa này thì em cũng có cho bị xước thì nó cũng sơn lại. Còn keo chỉ, còn keo thì em cam kết cho mọi người là còn zin tuyệt đối. Máy số là zin mọi người nhá. Kia Karen 7 chỗ. Rất đẹp đúng không các bác? Mọi người nhìn đây, xe được trang bị thêm cái giải đèn LED này. Cái giải đèn LED rất là đẹp này. Đèn gầm nguyên bản theo xe, mặt ca lăng cũng là nguyên bản theo xe. Thì bây giờ em sẽ đi vào phần nội thất để cho các bác xem về chiếc xe này. Các bác cứ liên hệ cho em theo số điện thoại em để phần mô tả mọi người nhé. Rồi, em xin phép các bác là em dựng cái ghế lên một chút. Đây là nội thất của chiếc xe, xe chạy 8 vạn 3 cây số các bác nhá, số tự động. Có các cửa sổ chơi đầy đủ các bác ạ. Đây là về phần trần xe. Các bác có thể nhìn thấy đây. Về chất lượng xe thì em luôn cam kết cho các bác là không kinh doanh xe lỗi, bảo hành cho các bác 1 năm. Nếu như các bác lên xem xe mà hoàn toàn bị lỗi, em hoàn toàn là trả tặng chi phí đi đường cho các bác và hoàn trả lại xe trong vòng 1 năm nếu như các bác sử dụng phát hiện xe ra bị lỗi các bác nhá. Đó, đây là Kia nội thất của chiếc Kia Karen này. Chiếc xe này được trang bị hệ thống ghế chỉnh điện các bác nhé. Các bác nhìn này, từ những cái bậc lên xuống hiện tại ni lông còn chưa được bóc hết. Và tất cả các hệ thống bậc lên xuống còn khá là đẹp này. Từ những con ốc bản lề này các bác có thể nhìn rõ ràng đây. Chất lượng em quay rất là kỹ luôn cho mọi người nhé. Rồi, còn đây là phần táp ly cửa. Táp ly cửa lái này. Xe được hệ thống bố kính điện đầy đủ này. Tất cả các lẫy mở cửa rất đẹp. Mặt gương chỉnh điện và gương gập điện. Nút mở bình xăng bằng nút bấm. Keo chỉ đây em quay luôn cho mọi người các bác nhé, để các bác ở xa chúng ta có thể tiện theo dõi luôn này. Đó, zin hết mọi người nhé. Ở phần thân xe thì được trang bị một cái thanh nẹp mạ chrome rất đẹp, từ những cái hông babule các bác có thể nhìn thấy đây, còn rất đẹp này. Tiếp theo cánh cửa sau bên lái, keo chỉ đây các bác nhé. Đó, bậc lên xuống cũng chưa được bóc hết ni lông các bác này. Hàng ghế thứ hai, đây là bộ ghế da nguyên bản theo xe các bác nhá, còn rất tương đối thôi. Nói chung là để cái bộ ghế da này nó có được khoảng điểm 7 mọi người nhá, 7 chỗ ngồi. Xe này thực chất là 5+2 thôi mọi người nhá, nhưng 7 chỗ chúng ta vẫn đi vô tư. Ok, xe sử dụng một 4 quả la răng phay, 4 quả la răng phay còn rất đẹp các bác nhá. Nó không bị quá xước đâu các bác. Xe cũ mà như này là quá ok rồi. Rồi, tiếp tục đó là cái phần đuôi đèn hậu. Các bác có thể nhìn thấy đèn hậu zin nguyên bản theo xe. Đó, cốp. Xe cũng xin chia sẻ với mọi người là em cũng mới lấy về, do vậy là chưa dọn dẹp spa nên là nó cũng đang hơi bị bẩn, bị ẩm mốc một tí các bác nhá. Đó, khi chúng ta dựng ghế lên thì hai người ngồi sau như này mọi người, hai người lớn ngồi thì sẽ hơi bí một chút thôi, hơi bí một chút thôi. Chân nỉ nguyên bản theo xe. Thực ra em nghĩ là với tầm tiền thì rất là hợp lý thôi. Đấy, tất cả hệ thống đinh đán nó vẫn còn nguyên, hay là những cái con ốc bản lề các bác có thể nhìn kỹ đây, còn là zin các bác nhá. Keo chỉ này, keo chỉ cánh cốp này, zin hết mọi người nhá. À, nó hơi kêu là kêu của cái biển số đây mọi người này. Cọc gạch này. Đây là phần táp ly cửa sau bên phụ này. Em quay luôn keo chỉ cho các bác xem nhé. Các bác nào quan tâm ấy thì cứ alo trực tiếp cho em số điện thoại em để phần mô tả.
Cửa hàng em là ở 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội các bác nhá. Đó, các bác nhìn kỹ đây, tắp ly khá là đẹp. Nói chung là em nghĩ là cùng đời thì chiếc xe này của em nó cũng là điểm 7, điểm 8 rồi các bác nhá. Đó. Các bác nhìn quả lá răng rất đẹp đúng không các bác? Xe thì thân vỏ xe không thể nào tránh được sức sát hay sơn si lại cũng không thể nào tránh được mọi người nhá. Keo chỉ ở bên cánh cửa phụ đây. Nhiều bác nhìn sần sùi này đừng có nghĩ là nó là chạy lại mọi người nhá. Nó là chỉ zin đấy mọi người. Chúng ta đánh giá logic đi. Nếu mà cửa va chạm rồi tất cả cái đường dập này nó không còn đẹp như này, hay là cái lỗ thoát nước nó cũng không còn vuông như này đúng không các bác? Rồi, tiếp tục nội thất của chiếc xe đây. Xe đã được mà lên màn hình Android, màn hình OLED mọi người nhá. Có cả YouTube này, camera lùi rất nét, camera hành trình đầy đủ đây các bác này. Chiếc xe này thì nó cũng khá là rộng bởi vì đây là một trong những chiếc xe 7 chỗ mà mọi người. Vô lăng các bác có thể nhìn kỹ vô lăng này. Đó, xe chạy hơn 8 vạn mọi người nhá. Táp lô. Với những dòng xe như thế này thì các bác không lo về vấn đề là dịch vụ hay là taxi đâu mọi người nhá. Bởi vì rằng là số tự động này không ai người ta đi lấy để chạy dịch vụ cả. Đây là cái sách hướng dẫn sử dụng này. Quyền hướng dẫn sử dụng này. Các bác nhìn hệ thống màn hình hộp số tự động này, phiên bản 2.0. Rồi, bệ tì tay rất đẹp đúng không các bác? Ghế da nguyên bản này. Rồi, em sẽ đi vào phần máy cho các bác xem nhá. Đây các bác nhìn kỹ này, từ những con ốc cánh cửa này vẫn là nguyên bản. Mình thực ra là đối với tâm sự với các bác đó là bán xe đẹp ấy, bán xe không lỗi thì về ăn no ngủ kỹ, còn bán xe lỗi thì có anh em cũng họ bán xe lỗi cũng rẻ thì mọi người vẫn mua được. Nhưng mà từng người thôi. Một khi chúng em đã cam kết cho các bác rồi thì là chất lượng thì các bác cứ yên tâm. Chia sẻ với các bác là cái khối động cơ này em chưa cho dọn rửa mọi người nhá, nên là nó hơi bị bụi bẩn, để mong các bác thông cảm. Đây là cái phần vách cabo. Các bác có thể nhìn kỹ từ những con ốc cabo này. Vẫn còn nguyên các bác nhá. Ốc cabo bên này cũng vậy này. Vẫn còn nguyên. Đó, chỉ cabo này. Tất cả các lỗ này, lỗ khoan này vẫn còn tròn trịa từ những cái tai xe. Máy xe đây các bác nhá, động cơ đây. 2.0 máy xăng số tự động. Đó. Bác nào mua thì em sẽ cho spa dọn dẹp, bởi vì hiện tại chiếc xe này em cũng đang để đi lại làm service các bác nhá. Dạ vâng, thì vừa rồi em mình đã giới thiệu cho các bác, đây là chiếc xe Kia Carens phiên bản 2.0 máy xăng số tự động, xe được sản xuất 2014. Bác nào quan tâm thiện chí thì cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại em để ở phần mô tả. Cực kỳ đẹp đúng không các bác? Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo ạ.